Chào đón quý vị khán giả đang đến với Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì chúng ta thường phải tất bật chuẩn bị quà, bánh, kẹo, mứt, những món ngon cho ngày Tết. Ngoài ra, những cặp vợ chồng trẻ còn có một nỗi lo khác mang tên Tết nội hay Tết ngoại. Câu chuyện sau đây của anh Hoàng và chị Hảo sẽ cho chúng ta thấy đây là một câu chuyện không của riêng ai. Và hãy xem anh Hoàng và chị Hảo ứng xử như thế nào về câu chuyện này quý vị nhé. Công nhận nha. Màu đẹp không? Màu đẹp không? Màu này là nó dí là màu gì má? À, con biết không, cái này á là má làm bằng cái ruột thanh long đỏ đó. Dạ. Đó, còn á, cái mà con thấy màu màu tím á, đó là lá cẩm. Dạ. Rồi, mà con thấy cái màu cam á, đó là gấc. Dạ. Gấc thì mình nấu xôi đó con. Dạ. Tất cả những cái món mà coi như mứt, rau câu mà mình làm ở nhà, toàn bộ cái màu của nó là thiên nhiên hết. Vậy là coi như là... Vậy là coi như là năm nay là nhà mình cây không có phải đi mua mứt gì hết. Đúng bây rồi. Giờ mình lấy lại xong cái mình bỏ vô giấy kiến, đúng không má? Con nói bỏ giấy kiến là đúng. Dạ đúng. Nhưng mà trước khi mà con gói lại giấy kiến á thì con phải phơi một nắng, cái tự nhiên nó khô, cái nó bong đường lên. Nó bong đường lên đó má. Má giỏi quá, cái gì má cũng làm được hết trơn trời á. Má, con đưa của kiệu hết trong nguyên nhóm rồi đó. Mày làm gì không? Mứt rau câu. Rau câu. Được không? Cái màu. Ủa mà má, nó mới làm gì quá trời vậy? Má làm quá trời luôn, cuối cùng con tưởng là để nhà ai ngờ má đem cho hết nguyên shop luôn. Ủa? Thì mày mới cho mọi người ít lấy thảo chứ con. Trời ơi, ba ngày Tết mà. Nên nhớ ha, không có ở đâu mà làm cái củ kiệu mà ngon bằng má làm. Ta nói á, con biết không, má nổi tiếng ở chợ Vũng Liêm là củ kiệu của má. Nổi tiếng, nổi tiếng luôn. Má đừng nói con là má đem về dưới má cho dưới quê. Chắc chắn luôn. Nói em nghe nè, thì đó, nói chung là má anh cái dưỡng ok đó, chỉ có cái bệnh thôi. Cái gì? Là cái bệnh là ai mà khen má nấu đồ ăn ngon, bảo đảm, bảo đảm lần sau là cho ăn đấu chết. Anh giỡn mà, chứ má chồng anh nấu đồ ăn em kỳ. Tết năm nay thấy cái gì cũng ngon, cái gì cũng vui, cái gì cũng hay đó nha. Dạ. Ta nói cộng năm được gọi điện thoại về tối tấp luôn. Nói là rất trong, rất nhớ con bé Ngọc thì chờ một cái là về là ôm hôn lì xì đó đó. Coi con nó cao tới đầu. Cậu năm mà bây giờ mà gặp bé Ngọc chắc hết hồn. Nhưng mà chắc là năm nay là không gặp được rồi. Phải năm sau nữa cậu năm mới gặp được bé Ngọc. Ủa sao vậy? Làm gì có chuyện đó? Thì năm nay là đúng cái điều lệ mà con với anh Hoàng giao kèo nhau á má, là cứ mỗi một năm á là bé Ngọc ăn Tết bên nội, thì một năm bé Ngọc phải ăn Tết bên ngoại. Thì năm ngoái là bé Ngọc đã ăn Tết bên nội, đi về quê bên nội rồi. Thì năm nay là bé Ngọc phải đi theo con về miền Trung ăn Tết bên nhà con. Cho nên là chắc là cậu năm phải năm sau nữa mới gặp được bé Ngọc. Cái gì vậy? Em nói sai à? Con mà sát xong ra hai cái miếng này cho má xong cái rồi đem đi phơi thể luôn ha. Nhớ mà sát cho nó đều đều, gói cho đẹp nha con. sao má hình như là cái cục diện nó bị thay đổi hay sao ta? Dạ con biết rồi. Dạ Tết năm nay, dạ chắc chắn Tết năm nay vợ chồng con sẽ về. Dạ yên tâm. Dạ yên tâm đi. Con nói rồi, Tết năm... Dạ thôi con không nói nữa nha. Con nói rồi, Tết năm nay con về. Xã hả? Nghe về nhà anh là về nhà ai vậy em? Về quê bên nội á. Anh có cần em lặp lại quy tắc của vợ chồng mình cho anh nghe không? Em đã nói rồi, vợ chồng mình á là một năm á là phải về nội, một năm là phải về ngoại. Năm ngoái đã về nội rồi thì năm nay phải về ngoại. Em nói nè, anh có hiểu không? Mà tại sao anh cứ quyết định là anh đi về nội hoài làm sao? Em cũng biết rồi, ở bên nội giờ người ta ai cũng trông ngóng thấy con mình, ông trội dễ thương như thiên thần. Ủa, con em
là phải dễ thương như một thiên thần. Thì do em sanh ra em đẹp em dễ thương á. Con em nó vẫn xinh xắn như một thiên thần. Tại cái điều quan trọng là bên nhà ngoại rất là mong bé Ngọc về. Về về ở bên nội á, để mình chèo ghe rồi mình tắm xong á nó ổn lắm. Ủa ở bên ngoại người ta có biển ha, biển đẹp mà bé Ngọc nó rất là thích tắm biển. Em đã quyết định rồi biển. Là phải đi về bên ngoại. Nếu anh quyết định anh cứ đi về bên nội, còn em với bé Ngọc sẽ đi về bên ngoại. Vé máy bay em đã mua hết rồi, không có đổi, không có thay đổi gì hết trơn á. Ôi em nói vậy sao được, tự nhiên hai vợ chồng lễ tết ta phải đi chung với nhau. Ủa? Vậy là giống như chia lìa đôi lứa vậy. Ủa vậy nè, tại cái này là anh có lỗi chứ đâu phải là lỗi của em. Thì không ấy vậy sao anh sẽ hỏi một người. Hỏi một người hả? Ai quyết định được chuyện này? Có. Con gái, nghe ba nói nè. Về quê của ba đi. Con sẽ được chèo ghe, leo cầu khỉ, ăn trái cây. Con gái, con nhớ là quê ngoại của mình á là có biển á con, mà con rất là thích tắm biển á, nhớ không? Thì đi theo mẹ về quê ngoại đi ha, con sẽ được tắm biển mỗi ngày luôn á. Con gái, con về quê của ba đi. Con tắm xong không bị đen, con tắm biển sẽ bị đen, lúc đó con sẽ bị xấu xí. Con gái, con đi về với mẹ, mình sẽ được đi đây đi đó nè con ha. Không phải học bài làm bài gì hết, nghỉ khỏe đi tắm biển nè con ha. Gái, con gái, con gái, ở dưới quê của nội ha có dì Tám, dì Chín nè, cô Ba, cô Bảy nè, Út Lé nè, cô Tuấn nè, thương con lắm. Ba lộn rồi đó con, cô Ba, cô Bảy thì mới đúng, còn dì Tám, dì Chín là bên mình đúng không con? Không có, ở bên đâu cũng được, cô Bảy, cô Ba, cô Bốn, cô Năm. Về đây, về đây, vui lắm. Về quê, ba đi. Minh Ngọc thấy đây quả thật là một tình huống rất nan giải và khó giải quyết. Để giúp chúng ta có thể tỏ tường hơn về chủ đề này cũng như tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng, xin mời quý vị hãy cùng Minh Ngọc gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào tiến sĩ. Xin chào Minh Ngọc và xin kính chào quý vị khán giả. Như khi nãy anh Hồng Quân cũng đã theo dõi câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và anh Hoàng và chị Hảo đã có một quy luật chung, đó chính là năm nay ăn Tết ở nhà nội thì năm sau sẽ là Tết ở nhà ngoại. Anh có đồng ý với lại cách giải quyết này không? Và trong trường hợp này thì anh Hoàng và chị Hảo đang có một cái giải pháp theo Quân nghĩ là nó khá hợp lý. Cái cách thống nhất như vậy thì nó cũng là một cách khá là hay, bởi vì mình đã thống nhất rồi thì đến cuối năm cứ vậy mình làm thôi. Tuy nhiên á, quả thật có những trường hợp cái sự thống nhất là một chuyện, nhưng đến khi thực hiện nó lại là một chuyện khác. Ví dụ như trong năm có thể là một trong hai gia đình có những cái chuyện phát sinh về gia đình, về dòng họ, về người thân chẳng hạn, thì tất nhiên là cái giao ước kia nó mang tính hình thức và mình hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên chúng ta lưu ý cái điều quan trọng ở trong cái tình huống ngày hôm nay, đó là mọi thứ nó không phát sinh, nhưng mà chính anh Hoàng lại là người phát sinh mò ra mọi thứ. Tức là đến cái thời điểm gần Tết thì Minh Ngọc sẽ thấy rằng là anh gần như là không có đề cập gì đến chuyện là năm nay đi về nhà chị Hảo ăn Tết, mặc dù đã được thống nhất trước đó rồi. Nên là trong thâm tâm của chị Hảo đó thì vẫn mặc định rằng là Tết này sẽ về ăn Tết ở nhà ngoại. Còn anh Hoàng thì cứ im im như vậy đó. Xong đến một cái lúc thì anh thể hiện ra thì rõ ràng chị Hảo sẽ thất vọng rồi. Dạ, và em thấy là khi mà một trong hai đối tượng muốn phá bỏ luật thì em sẽ chắc chắn là cả hai bên sẽ dẫn đến bất hòa. Chắc chắn luôn. Và như vậy thì cái câu chuyện của ngày Tết nó trở nên mất vui, mất ý nghĩa. Khi mà đã bất hòa ngay từ trước Tết là cái chuyện là Tết này ăn Tết ở đâu rồi. Thế thì bây giờ đặt trường hợp vào chị Hảo đi. Khi mà chị đã có cái sự chuẩn bị tâm thế cho việc là về quê ngoại ăn Tết, mà cuối cùng anh Hoàng lại làm bể kèo mất tiêu, thì có thể là chị vẫn sẽ phải chấp nhận cái việc là ở ăn Tết ở nhà quê nội chứ không phải quê ngoại. Nhưng mà cái tâm trạng của chị nguyên trong dịp Tết nó sẽ như thế nào? Rồi cái mối quan hệ của hai vợ chồng trong những cái ngày tháng đó ra làm sao? Thành ra là cái chuyện đúng như Minh Ngọc nói, chưa thấy vui gì hết trơn mà trước Tết đã bắt đầu xung đột rồi. Thì cả cái Tết khó mà thuận lợi lắm đúng không Minh Ngọc? Nhưng mà mình cũng phải hiểu là ai cũng về quê của mình ăn Tết cả, bởi vì ở đó là có gia đình, họ hàng, bà con, những người thân của mình. Thế thì làm cách nào để chúng ta có thể có được sự thống nhất và hòa hợp, đặc biệt là phải thống nhất điều đó trước Tết để tránh cho đối phương đỡ bị hụt hẫng? Quân nghĩ chúng ta cũng có thể học một phần câu chuyện của anh Hoàng và chị Hảo ngày hôm nay, đó là chúng ta nên có cái sự thống nhất. Nhưng mà đã thống nhất rồi đó thì phải giữ nguyên cái cam kết đó, chứ không phải là anh ký gọi là ký giao kèo rồi mà cuối cùng anh lật kèo thì nó cũng kỳ lắm. Nhưng mà
Có những trường hợp phát sinh đó thì chúng ta cần phải linh động để điều chỉnh, và có gì đi chăng nữa thì cũng cần phải nói rất là rõ ràng với nhau. Ví dụ như là anh Hoàng hoàn toàn có thể chia sẻ với chị Hảo rằng là ừ, lúc trước vợ chồng mình thống nhất là như vậy rồi, nhưng mà năm nay này anh nghĩ rằng cái lý do ABC gì đó và mình có thể điều chỉnh được hay không. Và khi mà hai vợ chồng đã từng bàn với nhau thì có sự thay đổi cũng cần phải trao đổi để cho cả hai cùng có cái sự thấu hiểu, và khi đó thì cái chuyện Tết nội Tết ngoại đó nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Và tất nhiên mình cũng không thể không nhắc đến vai trò của gia đình hai bên nữa, tức là bên nội và bên ngoại. Và câu chuyện ngày hôm nay này thì cho thấy rằng bà Thủy rất là muốn con cái là Tết phải về bên nội chứ. Nhưng mà rõ ràng rằng là bên ngoại gia đình của chị Hảo cũng mong muốn điều đó mà. Thế thì hai bên gia đình cũng cần phải có một cái sự thông cảm, bởi vì là con thì bên nào cũng giống nhau thôi. Và cái chuyện là về gia đình bên nào đó, nó chỉ thể hiện rằng là cái tình cảm của mình hay là cái sự quan tâm của mình đó, trong năm đó nó vẫn được san đều, nhưng mà trong những cái khoảnh khắc đặc biệt đó thì cái sự có mặt của mình nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Và khi mà hai bên gia đình có cái sự thấu hiểu cũng như là hai vợ chồng có cái sự thống nhất, và nếu như mà có cái gì thay đổi thì cần phải trao đổi với nhau trước đi, xa xa Tết một chút, chừng tháng hai tháng gì trao đổi là vừa rồi đó, chứ đừng chờ đến ngày mà hai mươi mấy sắp Tết rồi coi như là chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để lên đường về rồi mà đùng một cái là nó lại không về nữa thì chắc chắn sẽ rất là hụt hẫng. Bởi vì thật ra cái chuyện là mình có thể là ở bên ở đó thì ở một thời điểm chúng ta chỉ ở một nơi thôi, nhưng rõ ràng là cái tình cảm của chúng ta dành cho gia đình, dành cho ông bà cha mẹ đó thì nó không bị giới hạn bởi cái khoảng cách về địa lý. Nên là nếu như mà năm nay mình ăn Tết ở nhà ngoại chẳng hạn thì mình cũng cần làm gọi là về tâm lý đi, tức là để cho bên nội hiểu rằng là tụi con năm nay về ngoại vì là cũng muốn thăm ngoại, hoặc là bên ngoại có những ông bà lớn tuổi lâu không gặp cháu thì nhớ cháu. Nhưng mà cái chuyện là tình cảm dành cho bên nội thì nó vẫn cứ đủ đầy và vẫn cứ đong đầy đó thôi. Và ngược lại đó thì mình sẽ tạo được cái sự thấu hiểu của gia đình hai bên, thì khi đó là phụ huynh hai bên đều đồng thuận và ủng hộ rồi, và hai vợ chồng cũng đã thống nhất rồi. Tại vì thật ra cái dịp Tết nó còn là cái cơ hội để cho các cặp vợ chồng làm tạo điều kiện cho con cái của mình gắn kết với lại ông bà, với quê hương, với xứ sở nữa kìa. Nên thành ra là mình cần có một cái sự và là sẽ luôn phiên nhau như vậy, thì nó cũng sẽ là một cách rất là hay để chúng ta giáo dục con cái về nguồn cội. Và lúc đó thì đứa trẻ khi lớn lên thì trẻ sẽ biết rằng là quê quán của mình ở đâu, ông bà hay là những người thân gia đình của mình như thế nào, thì nó sẽ là một cái hành trang rất là cần thiết cho các bạn trẻ của chúng ta, để sau này khi lớn lên các bạn ấy vẫn hiểu được cái nguồn gốc của mình và có những cái ứng xử rất là phù hợp với các thành viên trong gia đình, không chỉ là cha mẹ mà còn ông bà, còn dòng họ nữa, đúng không Minh ạ? Dạ đúng rồi ạ. Như vậy thì câu chuyện Tết nội hay Tết ngoại sẽ không bao giờ có hồi kết cả, bởi vì ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình của mình. Nhưng mà khi chúng ta thống nhất là Tết này ăn Tết nội, Tết sau ăn Tết ngoại, thì Minh Ngọc nghĩ là trong khoảng thời gian mình không được ở bên cạnh gia đình của mình thì cũng cần có những động thái để bù đắp và thể hiện tình cảm của mình dành cho họ. Và đúng như ý mà Minh Ngọc đặt ra đó, thì quả thật cái chuyện là mình chăm lo Tết và mình thể hiện tình cảm Tết của mình trong cái dịp Tết của mình đối với gia đình hai bên là điều hết sức quan trọng. Ví dụ như năm nay chúng ta về ăn Tết bên nội thì cũng đừng quên gia đình bên ngoại cũng rất cần sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta có thể hiện sự quan tâm bằng cách là những cái món quà Tết, hoặc là chúng ta có thể mua sắm cho ông bà, cho cha mẹ những cái món mà mình biết rằng là ông bà cha mẹ cảm thấy rất là thích, và như vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn thể hiện được cái tình cảm của mình. Rồi trong những cái ngày đầu năm này, bây giờ phương tiện hiện đại rồi, chúng ta có thể là không ở cạnh nhau nhưng mà mình vẫn hoàn toàn gọi điện internet, không chỉ là nghe được tiếng mà còn thấy hình nhau, và vẫn hãy cho con của chúng ta cảm nhận rằng là ông bà ngoại hay là ông bà nội có thể ở xa đó, nhưng cái khoảng cách về tình cảm thì nó không hề xa như vậy. Bằng cách là sẽ cho con cháu kết nối với ông bà thông qua điện thoại, thông qua gọi điện mà được xem hình ảnh luôn, thì lúc đó chúng ta có ở bên nội á thì bên ngoại cũng vẫn cảm thấy rất là ấm lòng và ngược lại. Vậy thì ngày Tết nó vẫn đúng nghĩa là ngày Tết của sự sum vầy, mà sự sum vầy ở đây thì nó không lệ thuộc vào khoảng cách địa lý mà sum vầy hay không, nó phụ thuộc vào cái trái tim và tình cảm của chúng ta có hướng về nhau, có dành về nhau trong những ngày Tết hay không. Xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân đã gửi đến quý vị khán giả của Bí Kíp Hạnh Phúc một trong những tiêu chí và cũng như là bí kíp để chúng ta có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đặc biệt là trong dịp Tết. Và chúng ta sẽ còn nhiều bí kíp được chia sẻ với nhau trong chương trình Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ Bùi Hồng Quân xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Lý do gì mà tụi con không chịu đi về quê chúc Tết?
hồi lương được không? Dạ cũng mười mấy triệu một tháng á. Dạ ơi, cho ăn học lớn vậy lương là mười mấy triệu à? Dạ cũng đủ sống. Thôi, hồi có vợ chưa? Lớn rồi nghe mày. Không dạ, có vợ đi dạ, ở dưới chưa. Đây là ba bốn con rồi đó.